Con mình cũng trai vậy rồi, thân gái thì cũng bị khổ. Chồng giờ thì có người khác rồi, ôm hai đứa con. Thì cô nói để bằng sự thật luôn á. Có thể là cái cậu khác đó cậu cũng nghe đó. Vợ bỏ, vợ thôi. Rồi anh cũng giấc vô giấc dưỡng rồi đó. Anh đi làm, anh đi làm ở đâu rồi, anh đi làm rồi anh nhậu nhẹt rồi nhiều. Nói chung anh nghe từ ngày mẹ bệnh giờ anh chưa điện thoại thăm mà. Cha mẹ thì lo cho em từ nhỏ đến lớn tới giờ rồi, nhưng mà biến cố của cuộc sống rồi biến cố của gia đình rồi cha mẹ em bệnh rồi, thì mình nghĩ nếu như mà mình không lo cho cha mẹ được cái về mặt vật chất á, thì mình cũng phải cố gắng mình lo về cái mặt tinh thần. Đó là cái công dưỡng dục của cha mẹ, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, bây giờ là em còn hai đứa con nhỏ nữa. Nó đã không có được cái một cái gia đình tròn vẹn thì em làm mẹ thì em cũng phải mạnh mẽ. Em thấy gánh nặng nhiều đó nha. Nặng. Nặng lắm luôn á. Dạ nặng dữ lắm. Em nhỏ xin chào cô chú anh chị thân mến. Gần đây anh xin có chia sẻ một cái trường hợp là chị Trúc là một cái người gồng gánh nuôi cha mẹ hiện tại đã lớn tuổi rồi, nhưng mà bệnh tình ập tới một mình chị không biết xoay sở như thế nào. Đó là cái câu chuyện mà anh xin vừa chia sẻ. Và ngày hôm nay em nhỏ cũng có mặt ở cái này là cái khu ở sau lưng bệnh viện Ung Bướu dành cho những bệnh nhân đó. Có cái điều em nhỏ thấy cái cô cũng thường xuyên coi kênh của em nhỏ và nói như thế này, chia sẻ là cô có con gái bị bệnh ung thư, nhưng mà nhà cô là cũng có điều kiện nha, em nhỏ nói là có điều kiện đó. Xong rồi cô bằng mọi cách cô kêu là cho con cô đi chữa trị đi, ở đâu cũng được, nước ngoài cũng được, mà cuối cùng lại con cô lại mất. Sau đó lại để lại cháu cho bà nuôi. Thì cô nói ở đây là cô rất là thương các cái bệnh nhân mà bị bệnh ung thư đó, mà cô đã từng trải qua, cho nên là cô rất là thương, là đặt mình vào cái vị trí đó rồi, cô biết, cô hiểu được đó. Cô nên là cô kêu cô chia sẻ, cô muốn chia sẻ. Thì em nhỏ nói không sao, cô tùy cái lòng hảo tâm cũng như là lúc nào mà cô rảnh thì cô có thể đi với con cũng được, cụ thể hơn đó. Thì cô kêu cô rất quý cái việc làm của em nhỏ và cũng như team GoFood đã giúp đỡ biết bao nhiêu người. Thì không sao, thôi quay lại với cái trường hợp ngày hôm nay ha. Em nhỏ sẽ thay mặt anh Sinh tiếp tục cái câu chuyện của chị Trúc mà nuôi mẹ bị bệnh ung thư. Mà cái bệnh ung thư của mẹ chị Trúc là cũng khá là lạ, là cái gì ung thư bên tai á. Thôi bây giờ để vô phòng trọ gặp, nhưng mà vừa vào thì anh nhỏ phải đeo khẩu trang. Cái này là những cô chú anh chị góp ý là những cái phòng trọ nuôi bệnh nhân á, rồi có những cái uống thuốc phóng xạ nè, rồi xạ trị nè, hóa trị, cho nên nó có thể lây nhiễm, cho nên là thôi mình cứ bảo vệ sức khỏe mình trước. Em chào chị Trúc, mấy nay chị có đi bán vé số không? Có, ngày nào cũng có đi ạ. Bán ngày chị lấy bao nhiêu tờ? 200 vé. 200 là tương đương với lời 200 ngàn ha. Dạ. Rồi lúc trước là em nghe nói là mình ở ở Bình Phước hả? Dạ đúng rồi. Là giờ chị lên đây bán vé số nuôi mẹ. Dạ. Đây là cái công việc hồi xưa trước giờ của chị hay là sao, hay là mới bệnh mẹ mới bệnh lên đây mình bán vé số? Dạ hồi trước giờ là vậy. Khi mà bắt đầu mà em thôi em xả em ra rồi em nuôi hai đứa nhỏ. Yeah. Rồi em mới làm cái công rồi sẵn rồi lên đây nuôi mẹ, rồi em lên đây em làm em kiếm thêm để trang trải cuộc sống hàng ngày, phụ mẹ được một phần nào đó cho mẹ chữa bệnh. Cô hai là lúc trước là ở quê làm gì á chị? Mẹ em Trúc thì cũng buôn bán ở chợ vậy đó anh. Buôn bán rồi. Là cái việc mà bán vé số của chị á, là khi mà lên bệnh viện này á, là chị bán được, tính đến thời điểm này là bao lâu rồi? Tính tới thời điểm này luôn á, là lên bệnh viện tới đây hả? Từ lúc mà mẹ bệnh tới giờ là 3 tháng. Từ lúc chị bán á, là 3 tháng ha. Dạ. Thì lên đây bán là em, chị thấy rồi đúng không? Dạ. Quanh bệnh viện nè, trước cổng nè, ra sau các khu nhà trọ rất là nhiều người bán. Dạ. Thì chị có bán được không, và từ đó giờ có gặp những trắc trở gì mà bán vé số không? Nói chung thì em cũng có
vì thứ nhất là em lạ, lạ chỗ, cái thứ hai nữa là mẹ bệnh như vậy nè. Nói chung là mỗi một lần mà mẹ đi xạ trị về là mẹ em lên cơn sốt rồi bỏ ăn, nhiều khi mẹ ở nằm ở phòng vậy đó. Thì em vừa bán ở ngoài trước cổng bệnh viện rồi chạy vô chạy ra hâm chừng mẹ nữa. Nói chung là em không có thời gian là đi bán nhiều, cũng phải chạy vô chạy ra canh mẹ, nên cái thời gian của em nó hạn chế lắm, không có được thoải mái như người ta. Thì em bán trước cổng bệnh viện là có cái chị kia chỉ bán nước đó đó. Thì chị thấy em tội nghiệp quá, chị kêu em để đây rồi chị phụ chị coi cho, những lúc em đi mua đồ cho mẹ, những lúc em đi mua thuốc cho mẹ rồi thì chị cũng mà bán phụ em coi giùm cái bàn vé số vậy đó. Là chị bán cái bàn vé số vậy ha, để đó rồi ai mua thì mua. Dạ đúng rồi. Thôi bây giờ là cô hai có trong phòng chứ? Dạ có ạ. Dạ rồi, dạ, mình dẫn em với mọi người vô nha. Mà sao bữa nay cô hai không đi vô thuốc? Dạ nó bữa rồi máy nó bị hư. Dạ. Dạ máy bị hư nay nữa 11 ngày rồi. Rồi mẹ em mới đi về quê ở với cha, chăm cha được ít bữa rồi xuống đây rồi ngày mơi là xạ lại bình thường. Cô hai ha, đúng không? Dạ, dạ lúc trước là một anh trong nhóm con á, có lại thăm cô hai rồi. Dạ. À, nay ảnh không có nó tiện cho nên là con thay mặt ảnh đến thăm cô hai lại nha. Dạ, xin cảm ơn con. Cô hai này bệnh nó cũng lạ lắm cô chú anh chị. Đó là lần đầu tiên nhỏ thấy là ung thư ống tai, đúng không chị Trúc? Dạ, cho con hỏi. Giờ mổ nó mai bít cái lỗ rồi luôn rồi. Dạ. Nó còn có lỗ tai nữa. Không còn nữa hả? Đưa con coi hả? À đây nè mọi người, là với tai này cô nghe không cô hai? Không, ù. Nó ù à. Là không nghe gì luôn. Ừ. Bác sĩ hồi xưa cũng tư vấn mà nói là coi như nó xâm lấn ở ống tai nên người ta mổ, người ta mai bít lại luôn. Mà hỏi bác sĩ còn lỗ tai, bác sĩ bảo không. Là coi như cái bên đó là thôi rồi ha, mình bỏ rồi ha. Dạ đúng rồi. Nhưng mà nó ngoài ra nó có làm cô hai gì không? Sức khỏe thì sao không? Nhưng mà nó sốt rồi nó cứ chảy dịch ra ngoài. Hiện giờ nó vẫn còn chảy nè, rồi cô uống thuốc, mua thuốc tây uống. Mà đợi tới thứ năm á, là mình mới có lịch khám nên mới qua khám được. Chứ còn nhưng mà mình chưa có tới ngày khám thì qua thì mấy cô á cũng nói là chưa tới đợt khám mà không có qua khám được. Tới ngày thứ năm. Còn vô thuốc thì cô hai vô bao nhiêu toa thuốc biết không? Dạ biết. Bao nhiêu vô được 8 rồi. Cái liệu trình của cô 25. 25 mà vô được 8 rồi. Nhưng mà bữa giờ là máy bị hư rồi. Là mỗi tuần mình đều vô hay sao? Dạ cô? Đúng rồi, mỗi tuần từ thứ hai tới thứ sáu. Dạ. Vô xong rồi nghỉ. Người biết làm sao mà cô hai nói máy hư không? Đây không phải riêng một mình cô hai mà rất là nhiều bệnh nhân. Nó quá tải, bệnh viện ung bướu quá tải. Bắt đầu máy móc nó không có đáp ứng kịp. Thì nó sẽ bị gián đoạn. Đây là trường hợp điển hình của hai. Là đáng lẽ ngày nay vô thuốc nhưng mà máy hư đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ, thôi cô không có đi. Dạ. Là sức khỏe cô vẫn đau nhất vậy, làm sốt vậy. Rồi cô làm cách nào để hết đây? Rồi cái đi ra tiệm thuốc tây ở ngoài đường mua. Mua thuốc paracetamol bé nó bán cho uống. Dạ. Đây chắc vé số của chị Trúc đây nè. Dạ đúng rồi đó. Trúc đi bán còn nè. Trời ngày nay mà sao còn hai cọc dày dữ vậy Trúc? Cái này là em bán rồi, còn cái này chưa bán. Em bán trên mạng, bán cái này còn lại chưa bán. À. Bán chưa chốt. Bán trên mạng hả? Nguy hiểm vậy. Lỡ người ta không đưa tiền sao? Sao mà say sở? Rồi con nghe nói là ông xã của bà hai là ông xã của cô hai là đang ở quê mà cũng là bị bệnh luôn hả? Rồi nói chung ông nay 75 tuổi rồi. Ui 75 là lớn rồi. Dạ. Rồi ông bị hậu Covid rồi ông có bệnh nền á, nhiều bệnh nền tim, tiểu đường, huyết áp rồi đó, rồi coi như giờ ông chỉ ngồi xuống đứng lên rồi thôi, ông ở nhà rồi ông ăn rồi qua thế xong rồi nằm võng suốt vậy đó. Dạ. Không có. Nhà có hai ví dụ chị Trúc rồi có ai nữa không cô? Có thằng anh. Anh lớn chưa? Anh lớn mà anh không có nên thân gì hết, rồi kiểu như vợ bỏ vợ thôi, rồi anh cũng vất vơ vất vưởng vậy đó. Anh đi làm ở đâu rồi anh đi làm rồi anh nhậu nhẹt rồi nhiều, nói chung anh bây giờ từ ngày mẹ bệnh giờ anh chưa điện hỏi thăm mà. Cô nói thiệt không ha? Con cô á nha, cô phải nói thật á, đúng không? Đúng thật. Đúng thật luôn á. Cô biết chứ, mỗi khi quay lên vậy là cả thế giới đều biết mà.
Đúng rồi. Cô biết mà, cô cũng thường có coi điện thoại, khi YouTuber quay là mình phải nói cái gì bằng sự thật. Sau này để cho người ta không có nói được mình, hay mình nói vậy thì nói đi thì cũng nói lại, vì chắc là cũng không tiền. Có đôi khi là đi làm bảo vệ mà chỗ này làm chỗ kia làm thì uống rượu nhiều, vì là hai vợ chồng thôi nhau. À vậy con thấy cái nhà cô Hai là có hai người con nhưng mà cũng, cũng giống giống nhau ha, cũng đều tan rã ha. Là chị Trúc cũng vậy mà anh của chị cũng vậy. Dạ đúng rồi. Đó, là người dâu thì ở Bến Xe Miền Đông nè, chứ đâu có xa lạ gì đâu. Nhưng mà hồi lúc cô bệnh thì mẹ cũng có điện hỏi, nói mẹ con bệnh vậy vậy đủ, nói thôi giờ giống như thôi nhau ra rồi thì coi hồn ai nó giữ vậy đó. Người ta nói thôi vậy thôi, mình cũng không chấp nhất nó, tại trong người con mình nó cũng có lỗi kiểu vậy á. Yeah. Rồi không lo được gì thì thôi, nó giờ nó thôi vợ mà vợ ôm hai đứa con nuôi. Rồi anh đi lông bông vậy đó, anh ai thuê mướn anh bảo vệ đâu, anh làm đó, chứ giờ không biết anh làm đâu. Nhưng mà cô Hai có con là nhiều lúc không hỏi thăm cũng nhiều lúc cũng chạnh lòng với cô Hai ha. Dạ đúng rồi. Ai cũng có con mà bây giờ mình chị Trúc là con gái nè. Dạ đúng rồi. Rồi xin sao thì chị qua gánh vác nổi đây. Nói chung cái bệnh nói chung cô vậy, chứ cô mổ mà nói thì mổ nhiều lắm. Một cái lỗ tai không là mổ 4-5 lần rồi đó. Từ 2017 mà cô mổ đến đổi mà nhà cửa giờ cô thiếu nợ. Nói chung chị em anh em thì cũng có cho mượn, nhưng mà mình không có khả năng á. Rồi thành thử thôi, bây giờ mình có trách hay có nói gì cũng không được, vì mình có mượn rồi nhưng mà cũng chưa có trả. Thì cái lúc đó cứ nghĩ là bán nhà được rồi sẽ trả, nhưng mà không ngờ là cái lúc mà đất nó bị như bây giờ thì người ta không mua. Người ta bảo là bán bây giờ bằng thật ra hồi xưa nhà 2 tỷ mấy đó, nhưng bây giờ thì kêu đất vô ngày xưa nó cô muốn bán giờ bán thì mấy ông mới bảo là bây giờ cô bán phân nửa tiền đó, chứ cô không có bán được như cái giá hồi xưa con chốt đâu. Thì như cái lúc mà hồi chốt đó, thì chú ông bị bệnh quá, cô trở tay không kịp. Cái gì chú bị hậu Covid á, thì giữa lúc qua xong Covid rồi bắt đầu đá giá nó lên, đất nó sốc quá. Rồi một mình rồi thấy chú bệnh á, cứ sợ chú chết nè, sợ chú mất rồi không biết làm sao á. Rồi nên mình không có suy nghĩ đó, sao ai cũng bảo là lúc đó bán đi rồi qua trọ ở rồi sau này kiếm cái chỗ nhỏ nhỏ lại để ở cũng có tiền. Rồi nói chung không biết bệnh mà mổ tử cung, mổ bố cổ, cắt bỏ tử cung, rồi mổ bố cổ. Cô hả? Sao nhiều dữ vậy? Rồi không biết cái lỗ tai này mà nó đổ nợ nhiều nhất đó là cái lỗ tai nè. Mổ đi ung bú là 2 lần, tai mũi họng 1 lần, đau khoa tỉnh 1 lần, đau khoa Sài Gòn 1 lần. Không, để con nói cô Hai nè, cô sao mà cô bị quá trời bệnh nha cô Hai. Cái gì nãy tử cung? Cắt bỏ tử cung. Rồi cái gì nữa? Bú cổ độc. Bú cổ này. Bú ác á. Rồi đến cái tai. Rồi cái tai. Đó, trời. Một rồi đâu có còn gì nữa, không còn của cải mà còn được cái nhà, còn được cái nhà giờ cũng thiếu nợ tùm lum. Vậy khổ vậy. Rồi cô giờ cô định tính sao với bệnh tình mình này? Cô sao vậy? Con thấy cô nhiều lúc chó hả? Không. Hay là buồn. Cô Hai. Nói chung mà cũng buồn chứ. Cô cười nhưng mà cô rất là trong lòng á, em nhỏ cảm nhận được. Thôi bây giờ cũng cố gắng nha cô Hai ha. Nói chung hồi nãy con hỏi chị Trúc á là chỉ kêu là tới đâu hay tới đó, chứ bây giờ cũng không biết tính làm sao. Đúng rồi. Cô cũng vẫn vậy. Trong thương là kiểu như mình đi mình con không chịu, với chứ mình nhiều đứa con đó, là không có đứa này còn đứa khác, mình thấy giống như con mình cũng trai vậy, rồi thân gái thì cũng bị khổ. Chồng đó, giờ thì có người khác rồi ôm hai đứa con, thì cô nói đi bằng sự thật luôn á. Có thể là cái cậu Phát đó, cậu cũng nghe đó, cậu tên Phát là chồng con mình đó. Thì giờ cũng có người mới rồi, có vợ mới rồi, có rồi con mình giờ nó ôm hai đứa con nhỏ nó nuôi nó để mà nó xuống nó bán cảnh hồng buồn. Ý cô Hai mọi người là cô Hai thấy thương cho chị Trúc là cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là cô Hai không mình giúp nhiều được bệnh tật quá làm gánh nặng cho chị Trúc đó. Đúng rồi, nó không cô Hai ha. Đúng. Thôi thì không sao, con nói không sao, nhiều lúc cái bệnh này đâu ai muốn ập tới mình đâu. Đó, mình cố gắng mình lạc quan tới nha cô Hai. Thì cái người ta có một bệnh ta muốn chết được con mình, giống như con gà ăn dịch vậy. Mà mình nghĩ không biết mình cái nghiệp đi đời trước nó nặng. Mà con biết cuộc đời cô giờ này cũng chưa bao giờ cầm dao cắt con gà ăn dịch chứ, thiệt tình luôn á. Tuổi của cô là ra chợ là họ cứ nhổ lông bán sẵn, mà mình muốn ăn là mình mua miếng đó về mình ăn thôi. Cho mình không phải sát sanh hết gì mà mình phải chịu dao kéo đến mức độ vậy. Mà khi mình nghĩ không biết
À, thì cái phòng của cô hai với lại chị Túc thuê nó rất là chật hẹp, nó chỉ một lối đi thôi cô chú anh chị, cho nên là mình ngồi không có trò chuyện, không thoải mái. Không phải không thoải mái mà là khi mà quay lên á nó không có không gian. Thì ở đây em được biết chị Túc như thế này ha, một mình chị á, chị phải lo cho cô hai nè, rồi ba ở quê nữa. Dạ. Ba ở quê là bị tai biến đúng không chị Trúc? Dạ đúng rồi. Nay 75 tuổi là cũng khá là lớn tuổi rồi đó. Rồi giờ có ai ở dưới đó chăm sóc chú không? Dạ không, cha ở dưới mình không có ai hết á. Một mình chú là tự ăn tự uống vậy đó hả? Dạ, có bà con rồi gì ngó dòm không? Nhưng mà có chồng sớm ở trước đó, có hai cặp vợ chồng nó hay thương qua cho này cho kia, họ nấu gì họ bưng sẵn qua cho chú ăn. Cái đó là có là dì bé là cái dựa ve chai á. Dạ. Đó là trước nhà đó, cô đi cô cũng gửi chú. Rồi có cái gì thì điện về mà không được đó, thì nhờ ta chạy qua. À rồi con hỏi rồi. Nấu ăn là ta cho chú nữa. Như là như cha vẫn phải thương và khó cái đó. Như cái câu mà dân gian người ta hay để lại là bán là con xa, mua láng gì gần đó ha. Là bây giờ chú chỉ còn mấy người xung quanh xóm đó rồi chăm sóc ngó chừng chú thôi. Dạ đúng rồi. Chị nhưng mà họ có đồ ăn gì họ cho họ đem về cho. Dạ em nghe nói là chị cũng lo lắng lắm hả? Nhiều dạ. Lúc nói chung em cũng xót ruột dữ lắm, tại vì đi thì cha có bệnh sẵn rồi, nhà thì ở có một mình à. Dạ. Rồi khi em cũng lo cũng chột dạ dữ lắm. Em cũng điện hội về hoài, điện không bắt máy là em lo lắm, khi nào mà bắt máy rồi thì thôi. Bây giờ cha cũng có bệnh, điện về nhắc nhở cha ăn uống thuốc đồ vậy đó. À. Thì trên đây thì em chăm mẹ. Chứ không là không bắt máy là sợ lo lắng sợ, khi dạ. Nào. Có khi nào mà chị quýu lên rồi chị điện về mấy bà con hàng xóm không? Dạ có chứ. Dạ có, nhiều khi cha em đi quên mang theo điện thoại rồi quanh quẩn đi vòng vòng đồ vậy đó. Rồi. Ừ, không bắt máy. Có cái cô ve chai đó là sáng là cũng hay qua cổ kéo màn cũng nhìn vô. À nhìn vô coi chú cười. Còn không ha. Dạ, hay rồi. Là đi đâu á ha. Dạ, là họ chưa cổ cười. Cái điều cô dạ. Đi cô cũng gửi, cô gửi gắm ghê lắm, người ta thương. Người ta biết mình là người ta thương. Cái điều mà em nhỏ rất mến chị Túc ở đây là cái chữ hiếu. Rất ít người được như chị Túc. À, vừa bán vé số là cái công việc mà để mà mưu sinh này. Thứ hai là vừa lo cho mẹ già này đang bị bệnh ung thư, và thứ ba là lo cho cha đang bị tai biến ở dưới quê nữa. Rồi một mình chị vậy là có khi nào mà chị thấy mệt quá không? Có chứ, nói chung mà em cũng nói chung là nó đuối. Những cái lần mệt đó chị tự an ủi mình như thế nào? Thì tại vì em nghĩ như vậy nè. Yeah. Cha mẹ thì lo cho em từ nhỏ đến lớn tới giờ rồi, nhưng mà biến cố của cuộc sống rồi biến cố của gia đình rồi cha mẹ em bệnh rồi, thì mình nghĩ nếu như mà mình không lo cho cha mẹ được cái về mặt vật chất á, yeah. Thì mình cũng phải cố gắng mình lo về cái mặt tinh thần đó, là yeah. Cái công dưỡng dục của cha mẹ đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, bây giờ là em còn hai đứa con nhỏ nữa, yeah. Nó đã không có được một cái gia đình tròn vẹn, thì em làm mẹ thì em cũng phải mạnh mẽ. Em phải cố gắng, em sống, em làm, em nuôi hai đứa nhỏ. Có thể là nó không được cái gia đình hoàn hảo, nó không được như bao cái đứa trẻ khác, yeah. Nhưng mà em cũng cố gắng là cũng như là cũng phải là cố gắng trách làm tròn cái trách nhiệm của người mẹ, yeah. Có khi nào mà chị thấy em thấy gánh nặng nhiều đó nha. Nặng. Nặng lắm luôn á. Dạ nặng dữ lắm. Rồi hồi xưa là hình như chắc chị cũng được gái lắm phải không? Em thấy chị có nét lắm á. Em nhỏ thấy chị Túc có nét lắm á. Dạ. Ừ. Thôi bây người ta nói với con Hồng Nhan thì bằng phận. Dạ. Con nhìn con thấy sự thật vậy đó. Sao cô hai, cô để đây cô hai nói gì không nghe nè. Để cô hai ngồi đây, cô hai ngồi cách chị Túc nè. Nhiều khi ta nói mình con người nó có số hết. Dạ. Yeah. Đôi khi ông bà mình nói lại cái con người mình nó hồng nhan thì nó bạc phận vậy đó. Nhiều khi cũng muốn bằng tha thấy. Nhiều khi nó nói mẹ ơi mấy đứa bạn con đồng tuổi với con nó sướng. Yeah. Nó có chồng nổi sướng. Sao còn con vậy con không biết. Con nói thôi kể. Là chứ đâu có ai sinh ra mà muốn bệnh vậy đâu. Tuổi thân lắm. Mà một mình chị á, anh nhỏ thấy là nếu mà thật sự em nhỏ nha là sẽ rất là không có được như chị Trúc đâu, em anh nhỏ nói thật đó, nhưng mà chị Trúc là rất là giỏi à. Nhiều khi cô coi nhiều trên YouTube mạng rồi cô cũng biết, nhiều khi có những người cha mẹ bị con cái bạc đãi ghê lắm. Dạ. Hồi xưa thì làm nuôi con được cái, nhưng mà sau này có gì biến cố cuộc đời cha mẹ rồi con cái nó khổ nha.
nó chửi cái mới này nó kia, nó thấy cũng đau lòng lắm. Nhưng mà thôi, mình nghĩ lại sao có được Trúc thì cũng cũng cái may mắn cho cô với chú. Cho nó cũng thành thật mà nói, nó hôm nay có con mà cô nói, chứ cô cũng chưa bây giờ nói trước mặt đó. Khi nào cái gì cô cũng để trong lòng, cô thương, cô ghét, cô sao, cô trật, cô quấy gì cô cũng để trong lòng, cô ít nói ra. Thôi con hiểu được cái tình thương đó mà cha mẹ mà cô ha, cô hai. À, thôi bây giờ con nói với cô hai với chị Trúc như thế này nha. Để con hai con mượn mic con nói cho nó rõ hơn, nó to nó rõ ràng nha. À, sau khi anh Sinh có chia sẻ trường hợp của chị Trúc đến trên kênh của em thì có nhiều cô chú anh chị yêu mến cũng như là nể phục cái tình hiếu thảo của chị dành cho mẹ, và bao nhiêu cái gánh nặng thì chị chấp nhận để mà chị ráng, không phải chị chấp nhận mà chị ráng để mà mong một ngày nó sẽ tốt đẹp hơn đối với gia đình của chị Trúc. Thì có một số cô chú anh chị gửi quà đến cho chị Trúc với lại cô Hai. Cô Hai thì đang điều trị bệnh thì như mọi người cũng thấy rồi ha. Gửi một số tiền thì nay em sẽ gửi lại cho gia đình nha. Ở đây là có bốn người gửi cho gia đình chị Trúc. Là thứ nhất là chị Phạm Thị Mai Thư ở quận Bình Thạnh là 500.000. Thứ hai là anh Bùi Đình Nai ở Chicago, Mỹ là 1.000.000. Thứ ba là một người ở Alaska, Mỹ là 5.000.000. Và cuối cùng là một cô ở Thường An, Bình Dương 1.000.000. Tổng số tiền là 7.500.000. Thì em gửi lại cho chị Trúc vừa có hai nha. Đây ai nhận giùm em? Cô Hai ha. 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000, 4.000.000, 5.000.000, 6.000.000, 7.000.000, 7.500.000 cô Hai nha. Số tiền của mình là 7.500.000, con đã đưa 7.500.000 đúng rồi. Trước đó thì cô Hai cũng xin cảm ơn bốn anh chị em đã gửi phần quà cho hai mẹ con cô ung thư bé Trúc. Cô xin thật cảm ơn, chị biết cô xin cảm ơn bốn người đã giúp đỡ cho hai mẹ con. Còn hoàng chị Trúc thì sao, thấy chị chạnh lòng vậy? Vui lên chứ, mình phải vui chứ. Em cũng cảm ơn cái kênh YouTube này đã giúp đỡ nhiều cái hoàn cảnh khó khăn, trong đó có mẹ con của em. Em cảm ơn các anh chị trong team và cảm ơn những lời động viên của các cô chú anh chị cũng trong suốt cái thời gian mà khi mà đăng cái clip đó lên, em có đọc, em không có bỏ sót cái nào hết. Cũng mong là cái chương trình này tới với mọi người khó khăn để chia sẻ một cái phần nào đó ở trong cái cuộc sống này. Em cũng cảm ơn các anh các chị để giúp đỡ mẹ con em trong thời gian qua. Cô Hai đáng giữ sức khỏe nha. Ngoài ra còn có cái phần quà dành cho các cái bệnh nhân mà chú Hê Liên ở Mỹ gửi tặng cho cô Hai ha. Nhất là yến ha, sách yến nè, cái này là 40% yến nha cô Hai nha, chứ không phải như trôi nổi ngoài thị trường đâu. Rồi cái thứ hai là 4 hộp sữa nè, 4 lốc sữa là con để đây luôn nha. Và cuối cùng là 1 ký ngũ cốc. Cái này là cô Hai chị Trúc cũng được pha cho cô Hai uống cũng được nha. Ngũ cốc thì chị biết rồi đúng không, nước sôi với lại mỡ đường hay là sữa đặc á, mình uống tùy theo cái độ ngọt đó. Đây là những cái phần quà này giúp cho cô Hai mình ăn uống mình khỏe để mình chống chọi lại với bệnh tật nha. Cảm ơn chú Hê Liên. Cảm ơn đó. Rồi em nhỏ cũng cũng rất là vui là khi team GoFood đó mà kinh doanh này á, ban đầu có nhiều người phản ánh lại là thứ nhất là bột ngũ cốc là có nhiều người đặt riêng tại vì ngon, với lại là người ta uống được nên có đặt riêng. Em nhỏ xin cảm ơn cái phần đó nha. Cảm ơn rất là nhiều cô chú anh chị đã ủng hộ. Còn bây giờ cô Hai có uống thì cứ mở ra uống nha. Cô Hai bỏ trong góc đi.
Bỏ bỏ vô bàn đi nha chị. Rồi có hai nghỉ ngơi nha, ngày mai bắt đầu mình vô thuốc lại chứ. Dạ dạ đúng rồi, mai quay vô thuốc. Có hai là giờ là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 58. Có hai 58 tuổi rồi. Bây giờ coi như là bị cái ung thư và nhỏ chưa bao giờ thấy là ung thư ống tai. Lần đầu tiên nghe luôn á cô chú anh chị. Rồi tối cô ngủ được không? Nói chung vô thuốc nóng khó ngủ lắm con. Dạ. Vô nóng khó. Ráng thôi con ha. Dạ. Dạ. Ăn uống bồi bổ vô nha. Dạ hả? Ừ. Chị Trúc cũng vậy ha. Để cố gắng. Thôi bây giờ thì chắc ra ngoài em gặp chị Trúc một chút xíu rồi thôi. Rồi em cũng xin phép nha. Dạ. Vé số chị là ngày nay là còn bao nhiêu? Dạ còn khoảng vài chục vé nữa là em hết. Mấy giờ sổ mà còn vài chục vé? Dạ 4 giờ 10 vậy. Mà giờ rồi sao mà bán cho kịp chị Trúc? Dạ thì còn em đăng lên trên mạng đó rồi. Quen người ta ủng hộ, mà không mà cận giờ thì em chạy ra gần gần đây em bán. À vậy ha. Dạ. Rồi lâu lâu cũng phải điện cho cha, ngày nào cũng phải điện chứ. Ngày nào cũng điện, em điện nhiều lần. Dạ. Ở đây là em rất là nể cái sự mà hiếu thảo của chị đó nha. Em với nhiều người rất là nể, kính nể. Thôi chúc chị là trên cái đoạn đường sắp tới đó mình có nhiều sức khỏe nên mình gặp nhiều may mắn để mà còn lo gia đình nhỏ của mình nè, rồi gia đình lớn nữa nha. Thôi bây giờ em xin phép chị Trúc luôn ha, em về nha. Cảm ơn nhiều. Sau khi nói chuyện với chị Trúc á, nhỏ thấy thương cái là một mình chỉ một người phụ nữ gánh chịu biết bao nhiêu cái gánh nặng trong gia đình. Thứ nhất là ba mẹ chỉ bệnh nè, ba tai biến, mẹ ung thư, con hai đứa nhỏ gửi cho bà nội. Em nhỏ nghe là như vậy và có những cái tấm hình để nhìn hai đứa con thấy thương lắm rồi chú anh chị, để em nhỏ đưa cho mọi người xem nha. Còn chút xíu hơn nữa là chị nói là nhiều lúc á chị bán mà chị điện ba không được chị sợ đó, hoặc là ba mẹ nói chung là điện không được là lo lắng. Tại vì giờ chị chỉ bám víu vào ba mẹ thôi. Thôi cũng mong là những cái điều tốt đẹp đến với chị Trúc. Và bác thì mau khỏe để mà trở lại bình thường. Em nhỏ xin tạm dừng clip ở đây. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại cô chú anh chị ở clip tiếp theo.